Đầu tiên, vào NCBI để tìm trình tự của EGRP. Trong cơ sở dữ liệu, chọn Nucleotide. Đây, đây là trình tự của EGRP. Không có mà mở đâu. Mà kết thúc. Tải được từ này về. Dựa dạng FASTA. Mở file Word. Dán vào. Bây giờ tìm vector tạo vector biểu hiện ở equalize ở Snapchat. Ví dụ tìm vector PQE 30 tải về và mở ra. Thay đổi cái bản đồ của vector cho dễ nhìn một chút. Cách là gì? Chọn cái engine, ví dụ một loại engine phổ biến. Trên bản đồ đây là vùng tạo dòng và như vậy mình có 1, 2, 3, 4, 5 vị trí các hạn chế có thể tạo dòng phải ra được mình vào. Ví dụ mình chọn vị trí các hạn chế là Bamish 1 và Sar 1. Bamish 1 GGA TCC. Và sang quan GTC GAC bây giờ muốn tạo dòng ra này vào để biểu hiện ở PQE 30 và xem là vector đã có một số cái yếu tố đi hoa hay chưa, ví dụ đã có mầm ở đâu hay chưa. Như vậy là đã có vị trí gắn ribosome hay chưa, đã có mã kết thúc hay chưa.
cũng đã có rồi ở đây. Như vậy thì không cần phải dùng cái mà bắt đầu mà kết thúc của ren EJP nữa, xóa đi. Và copy trình tự PubMatch1 vào ở vị trí mà mở đầu. Và SAN1 vào vị trí mà kết thúc. Bây giờ muốn tạo dòng EGFP này vào vị trí PubMatch1 và SAN1 của PQ30 thì làm thế nào? Đầu tiên, copy toàn bộ trình tự của PQ30. Control A và copy top strand. Sau đó dán vào Word. Tìm đến vị trí của GATTC. GGATCC đây, vô vàng và GTC GAC đây. Bây giờ copy toàn bộ trình tự này, thay thế bằng trình tự giữa này. Copy toàn bộ trình tự mới và tạo một file Snapstream mới. Đặt tên là nhờ chọn tính năng là Detect Common Features. Chỉ cho những anh em phổ biến. Và như vậy là mình đã có một cái vector tạo tổ hợp của PQ30 và EGFP bằng vẽ bản đồ bằng phần mềm Snapseed.